Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV, Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 2203 UBNCVX về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan liên quan ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2022-2023 theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện tốt các chính sách về khám bệnh chữa bệnh cho học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn các quy trình thủ tục hồ sơ mức đóng bảo hiểm y tế cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục theo đúng quy định phối hợp với sở thông tin và truyền thông chỉ đạo đôn đốc các cơ quan báo chí truyền hình đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên phối hợp với sở y tế giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên Ủy ban nhân dân các huyện thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên địa bàn quản lý, nhất là các địa bàn khu vực 1 theo quyết định số 2861 của Thủ tướng Chính phủ và các xã vùng 2, vùng 3 đạt chuẩn nông thôn mới. Các huyện Hòa An, Nguyên Bình vừa tổ chức hội thi cán bộ mặt trận cơ sở giỏi năm 2022 với sự tham gia của các thí sinh đến từ các xã thị trấn trên địa bàn hai huyện. Tại huyện Hòa An, 15 thí sinh trải qua 3 phần thi chào hỏi, nghiệp vụ công tác mặt trận và xử lý tình huống. Nhiều thí sinh đã sử dụng các hình ảnh trình chiếu minh họa sinh động, tự tin hoàn thành tốt các phần thi. Thông qua hội thi nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở, qua đó bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc cấp cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ mặt trận giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng củng cố tổ chức và hoạt động của mặt trận tổ quốc ngày càng vững mạnh. Tại hội thi cán bộ mặt trận cơ sở giỏi năm 2022 tại huyện Nguyên Bình, 16 thí sinh đã thể hiện tốt phần thi chào hỏi, tóm tắt giới thiệu về bản thân, địa phương, đơn vị công tác, công tác mặt trận và cán bộ làm công tác mặt trận. Phần thi trắc nghiệm kiến thức nghiệp vụ công tác mặt trận, các thí sinh trả lời câu hỏi xử lý tình huống phù hợp với thực tế, thể hiện sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận xã thị trấn. Qua hội thi đã phát huy được vai trò sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác mặt trận và phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới. Kết thúc hội thi tại hai huyện, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba, giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích cao trong hội thi. Trong tháng 8, dịch bệnh tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh thêm 16 ổ dịch mới tại một số huyện trên địa bàn tỉnh, với tổng số 1.174 con lợn mắc bệnh và buộc phải tiêu hủy. Các ổ dịch mới phát sinh tại các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Trung Khánh, Quảng Hòa, Thạch An, thành phố, Hòa An. Nhiều nhất là huyện Trung Khánh, 818 con, huyện Hạ Lan, 255 con. Các địa phương còn lại chỉ xảy ra giải rác tại một số hộ chăn nuôi. Tính từ ngày đầu năm đến nay, dịch bệnh đã gây mắc và buộc tiêu hủy 1.606 con lợn các loại với tổng trọng lượng 61.790 kg của 308 hộ chăn nuôi tại 75 xóm của 34 xã thị trấn. Hiện nay toàn tỉnh có 11 trên 34 xã đã trải qua 21 ngày không có ca bệnh mới phát sinh, còn 23 ổ dịch chưa qua 21 ngày nhận định trong thời gian tới dịch bệnh có chiều hướng tiếp tục phát sinh và lây lan tại nhiều địa phương do đó ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tại cơ sở giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và đề ra phương án chống dịch kịp thời làm tốt công tác kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật kiên quyết xử lý và tiêu hủy các sản phẩm động thực vật không rõ nguồn gốc cung ứng đầy đủ kịp thời vật tư vaccine hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nhân kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng đã bế mạc giải bóng đá thanh niên năm 2022 với sự tham gia của 9 đội bóng đến từ các thôn xóm trên địa bàn xã. Các đội được chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, lựa chọn đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng tứ kết, bán kết, chung kết. Các cầu thủ đã trải qua 13 trận đấu với tinh thần thể thao trung thực cao thượng, đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay kịch tính và bàn thắng đẹp mắt. Giải đấu lần này tạo ra sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao cơ sở. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao huy chương và cúp vô địch cho đội bóng thanh niên xóm Đảo Nam kéo trang trao huy chương bạc, huy chương đồng, giải khuyến khích cho các đội có thành tích trong thi đấu. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế đảm bảo công tác y tế và phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục theo dõi chặt sự xuất hiện của các biến chủng mới của COVID-19, cấp độ dịch mới nhất cả nước thế nào khi ca COVID-19 gia tăng. Tổng số ca mắc mới trong 7 ngày qua ở nước ta khoảng hơn 18.400, trung bình gần 2.700 ca một ngày số ca mắc mới gia tăng, có ngày hơn 2.000 ca, tuy nhiên đã có những ngày số mắc tăng vọt lên hơn 3.500 ca. Thống kê cấp độ dịch mới nhất của Bộ Y tế cho biết, dù số ca mắc COVID-19 mới có tăng trong tuần vừa qua, nhưng hiện cơ bản, gần như cả nước đã là vùng xanh. Cụ thể, trong số trên 10.600 xã phường toàn quốc đánh giá cấp độ dịch thì đã có đến 9.623 xã phường, tương đương 90,7% là vùng xanh. 833 xã phường là vùng vàng, tương đương 7,9%. Số xã vùng cam, đỏ hiện chỉ chiếm 1,4%, tương đương 148 xã phường. Đáng chú ý, hiện toàn quốc có tới 51 tỉnh thành có 100% xã phường thuộc vùng xanh, nguy cơ dịch thấp. Trong nước cũng đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.74 trong cộng đồng. Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan chuyên môn và các địa phương tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch, sự xuất hiện của các biến chủng mới. Thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới WHO để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về các biến chủng. Bộ Y tế và các địa phương tiếp tục chỉ đạo đôn đốc hỗ trợ tuyến dưới đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4, cho người từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ hai mũi cho trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi theo mục tiêu của chính phủ, thủ tướng chính phủ đã đề ra bảo đảm an toàn, khoa học và hiệu quả. Tiếp theo sau đây sẽ là tin tức trong nước quốc tế. Hôm nay kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cứ tới ngày này, mỗi người dân Việt Nam lại càng thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do, ý nghĩa lớn lao và sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và quyền của mỗi dân tộc. Đó cũng là khát vọng, mục tiêu, lý tưởng mà mọi dân tộc, quốc gia trên thế giới đều hướng tới. Cách đây 77 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, hơn 50 vạn người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân đã có mặt tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Xúc động lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bản tuyên ngôn độc lập là văn bản pháp lý khẳng định với toàn thế giới về chủ quyền độc lập tự do của Việt Nam, đưa nhân dân ta đã thoát khỏi thân vận nô lệ kéo dài gần một thế kỷ. Lời thề thiêng liêng trong ngày độc lập, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy đã trở thành sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thách thức. Chiến thắng kẻ thù, bảo vệ toàn vẹn non sông – chủ quyền lãnh thổ và xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Việt Nam có 8 di sản được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 7 di sản tư liệu được ghi danh ở tầm châu Á, Thái Bình Dương và thế giới. Việt Nam chính thức tham gia Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, Công ước UNESCO 1972, từ ngày 19 tháng 10 năm 1987 có thể nói nhiều năm qua việt nam đã thực hiện tốt công ước được cộng đồng quốc tế công nhận đánh giá cao các di sản văn hóa thiên nhiên được bảo vệ phát huy giá trị đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước đặc biệt là lĩnh vực du lịch mang lại nhiều lợi ích thiết thực và bền vững cho người dân theo thống kê của Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Việt Nam đã có 10.000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 3.591 di tích được xếp hạng di tích quốc gia và 123 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Hơn 40.000 di tích và khoảng 70.000 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê. Hệ thống bảo tàng gồm 187 bảo tàng với 128 bảo tàng công lập và 59 bảo tàng ngoài công lập đang bảo quản trưng bày và phát huy giá trị hơn 4 triệu hiện vật. Cả nước đã có 238 hiện vật nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia qua 10 đợt xét duyệt. Đặc biệt Việt Nam có 8 di sản được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Cùng với đó theo chương trình ký ức thế giới của UNESCO, Việt Nam đã có 7 di sản tư liệu được ghi danh ở tầm châu Á Thái Bình Dương và thế giới. Ngoài ra Việt Nam còn có 9 khu dự trữ sinh quyển thế giới. Các di sản thế giới tại Việt Nam đã đóng góp hiệu quả tích cực vào phát triển bền vững kinh tế xã hội, tạo việc làm tại địa phương, cộng đồng, góp phần phát triển du lịch, thương mại, đầu tư, quảng bá hình ảnh quốc gia, văn hóa, lịch sử, truyền thống của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Năm nay, tình trạng vi phạm các quy định về an toàn giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 1 tháng 9, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đồng bộ, làm chết 13 người, bị thương 10 người. Trên tuyến đường bộ, Cảnh sát Giao thông, Công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý 9.760 trường hợp vi phạm và tiền gần 20 tỷ đồng, tạm giữ 206 xe ô tô, 2.395 xe mô tô, 45 phương tiện khác, tước 1.854 giấy phép lái xe các loại. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông đã lập biên bản 124 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 400 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 49 trường hợp, tạm giữ một phương tiện. Đến nay, Bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và Campuchia đưa về nước an toàn hơn 600 công dân bị lừa môi giới lao động bất hợp pháp. Trong những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã tích cực tăng cường hơn nữa công tác trao đổi, hợp tác với các cơ quan chức năng sở tại trong việc hỗ trợ giải cứu các công dân bị lừa đảo, môi giới lao động trái phép tại Campuchia. Đề nghị phía Campuchia không xử phạt hành chính những người này Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng chủ động trao đổi, đề xuất với các cơ quan chức năng trong nước như Bộ đội biên phòng, Cục quản lý xuất nhập cảnh, các địa phương có đường biên giới với Campuchia áp dụng cơ chế xác minh nhanh, tiếp nhận ngay những công dân được giải cứu. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia cũng đang khẩn trương tiến hành xác minh nhân thân một số người được phía Campuchia giải cứu không có giấy tờ và sẽ sớm đưa về nước. Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình người lao động Việt Nam tại Campuchia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại để nhanh chóng tiếp nhận thông tin, giải cứu, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân và đưa về nước những nạn nhân bị lừa đảo môi giới ra nước ngoài lao động bất hợp pháp. Xuyên suốt 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 58 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em và người lớn. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc tiếp tục kéo dài tháng cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ năm đến dưới 18 tuổi đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Đợt này do tất cả các trường học, thuộc ngành giáo dục đều nghỉ lễ nhằm không làm gián đoạn cung ứng tiêm vaccine phòng COVID-19, các bệnh viện đa khoa chuyên khoa sản nhi tuyến thành phố, các bệnh viện quận huyện và trung tâm y tế đều đã đăng ký với sở y tế lịch tiêm cụ thể với thời gian, địa chỉ, đối tượng phục vụ để các bậc phụ huynh dễ dàng tra cứu và đưa con em thuộc độ tuổi từ 5 đến dưới 18 tuổi tiêm vaccine phòng covid-19 theo quy định. Bên cạnh phục vụ xuyên suốt kỳ nghỉ lễ cho trẻ em, các điểm tiêm tại các bệnh viện và trung tâm y tế còn phục vụ tiêm vaccine phòng covid-19 cho cả người lớn, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ, cao tuổi, có bệnh nền người dân có thể đến bất cứ một trong 58 điểm tiêm cố định để tiêm vaccine phòng COVID-19 trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh. Chuyển sang tin quốc tế Bắt đầu từ tuần tới, người Mỹ sẽ không còn có thể yêu cầu xét nghiệm COVID-19 tại nhà miễn phí từ một trang web do chính phủ Mỹ thiết lập do nguồn cung hạn chế. Ngày 1 tháng 9, Nhà Trắng cho biết người Mỹ đang gia tăng nhu cầu xét nghiệm COVID-19 tại nhà khi chính phủ liên bang chuẩn bị ngừng cung cấp các xét nghiệm miễn phí từ hôm nay mùng 2 tháng 9, tổng thống Mỹ hồi tháng 1 đã cam kết mua 1 tỷ xét nghiệm miễn phí cho người dân, trong đó có 500 triệu xét nghiệm được cấp thông qua trang web. Tuy nhiên, việc đặt hàng thông qua chương trình này sẽ bị tạm dừng từ hôm nay. Giới chức Mỹ cho biết vẫn sẽ có những cách thay thế để bồi hoàn tiền mua xét nghiệm tại nhà như nhận tiền hoàn trả từ bảo hiểm y tế tư nhân. Thông tin vừa rồi đã kết lại bản tin 16 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.